Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi xin lại quãng đời âu thơ. Bài thơ em đợi em chờ, năm năm mới có bây giờ là đây. Mai đây anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô thế thái là đây. Giờ bên ta chỉ còn một mai đình, người mà anh bỏ quên suốt quãng đời đau khổ. Nhưng chuối dài còn lại, anh cho em là hạnh phúc lắm rồi. Đó là niềm vui của cả cuộc đời. Mai đình em mới là người ăn sâu nghiêng nặng, anh nguyện tôn thờ suốt cuộc đời anh. Anh Trí hãy gọi anh là Hàng Mạc Tử. Hàng Mạc Tử, ba tiếng nói chẳng bao cánh hồn vừa thôi quá biển. Chỉ đem khó khăn vào lòng xa mặt, làm tiêu tan sụp đổ những thành quách quý nghi trầm mặt giờ đi. Sự nghiệp những đi dân còn nằm trong số kiếp gia trần, từ đây còn ai nhớ đến con Hàng Mạc Tử khi anh về sống lại với quê hương. Gần nửa đời phiêu bạc tha hương, anh đã bỏ quên cái tên mình trong trí. Mai đình
em đáng hờn rằng anh có phải không? Phải mà anh đã tệ bạc với em suốt quãng đời con gái. Từ khi như giờ đây em chỉ đem theo một món quà nhỏ nhỏ, là tớ của mẹ cha, để anh không bờ vơ lúc quay về. Và tuổi xuân thời anh đem hết cho người ta, giờ tàn phế em xin nhận về làm bảo vật. Chắc chắn còn ai đến đây mà giành giật, không để đời em mãi chịu thiệt thòi. Anh chị, em đang đứng cạnh anh đây 7-8 năm rồi, cho đến ngày hôm nay em mới tìm thấy được niềm vui nhỏ nhỏ. Mai Đình, Mai Đình ơi, em đừng nói gì thêm nữa. Đầy đủ lắm rồi ý nghĩa cuộc tao ngộ đau thương. Hàng mặt tử chỉ là bút danh, người đời sẽ quên đi khi nguồn thơ đã cạn. Khi anh không còn tâm huyết ca tụng dần trăng sáng, khi anh đã là phế nhân của số kiếp tặc nguyện. Bất diệt là cái tên nguyện trọng chí của anh, cái tên mà người đời bỏ quên em đem vào hồn chính các dân. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ